tôi đã biến hóa một em búp bê cũ thành nàng tiên cá như thế nào? Bạn búp bê này là loại lớn, dài 60cm, khuôn mặt và mái tóc lúc trước thì đã cũ hết rồi. Tôi đã gỡ hết tóc ra và sau đó trang điểm lại cho bạn búp bê này nè. Cái tông này thì tôi chọn tông xanh lá cây. Nhưng mà đôi mắt thì tôi lại đánh màu xanh dương á các bạn, có pha thêm một ít màu tím để làm điểm nhấn. Bạn búp bê này khá là đặc biệt bởi vì có thể chớp mắt được luôn nhé. Cho nên phần mi mắt tôi sẽ cho màu xanh dương và sẽ có kim tuyến lấp lánh lên để làm điểm nhấn nữa nè. Kế tiếp chúng ta sẽ làm gì nữa đây ta? Sau đó thì mình sẽ đánh má hồng và chúng ta sẽ đánh khối ở mũi và một số phần ở trên khuôn mặt, giúp cho cái khuôn mặt bạn sáng bừng lên. Phần môi thì mình thích nhất nha, nhìn nó rất là căng mọng. Sau khi mà tô son móng lên á, nó còn đẹp hơn nữa các bạn. Tôi cũng đã làm sẵn phần tóc rồi, màu xanh lá cây như ban đầu tôi nói đó. Có xoăn nhẹ ở phần đuôi, tập sau sẽ may đồ nàng tiên cá nha. Phần tiếp theo của video tôi sẽ may đồ nàng tiên cá nha. Hôm nay mấy bạn thấy cái giọng của tôi rất là lạ không? Tôi đang thử một cái chuyển đổi giọng nói mới á. Nghe nó cũng lớn nói mắc cười ghê. Thôi quay trở lại với giọng nói bình thường nha. Hôm nay thì tôi đã làm được cho búp bê một cái vòng rất là đẹp nè. Và trên cái áo cúp ngực còn trang trí hai cái vỏ sò nữa. Nàng tiên cá là thường mặc cái áo cúp ngực có vỏ sò các bạn, đẹp lắm luôn. Phía dưới tất nhiên là sẽ có một chiếc váy và một chiếc đuôi cá thật là đẹp. Tôi đã dán sẵn lên đây rồi nè. Ồ, chúng mình sẽ có ngọc trai bao quanh nha. Thiệt là lấp lánh quá đi thôi. Tôi rất là thích bộ đồ nàng tiên cá này đó các bạn ơi. Chúng ta chỉ cần dùng một cọng kẽm, sau đó vẽ thành hai cái đuôi cá, nhìn như là hình chiếc lá rồi đó. Rồi các bạn bọc vải vào, sau đó thì trang trí bởi những dây ngọc trai. Vậy là chúng ta đã có một bộ đồ nàng tiên cá rất là xinh đẹp rồi. Tập sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái phụ kiện như là bóng tai này và kẹp tóc nàng tiên cá. Xin chào, đăng video giờ này không biết là các bạn đã ngủ chưa ta. Trong phần này thì tôi sẽ làm kẹp tóc cho búp bê nè, một số phụ kiện khác cho búp bê nữa. Và tôi đang làm một chiếc kẹp có hình vây cá, rất là thích hợp cho cô nàng tiên cá của chúng ta đó các bạn. Mình sẽ dùng một chiếc kẹp và trang trí lên một cái tấm xốp có kim tuyến như thế này nè. Trời ơi, làm lên búp bê kẹp vào trông rất là xinh nha. Vậy là đã xong một chiếc, giờ tôi sẽ làm một chiếc nữa thì hoàn thành nha. Và qua phần tiếp theo nữa thì tôi sẽ làm bông tai cho búp bê này với những cái ngọc trai. Ở dưới biển thì đương nhiên là sẽ sử dụng ngọc trai rồi đúng không nè. Và đeo vào cho búp bê, rất là xinh luôn các bạn. Ngoài ra thì tôi còn tặng cho búp bê này một chiếc vòng ngọc trai thiệt là đẹp ở đây nữa. Ngọc trai trắng và ngọc trai hồng. Rồi, hoàn thành xong nàng tiên cá. Xem tới đây rồi nhớ like, share và subscribe cho kênh Amy DIY nhé. Bye bye. Biến từ nàng tiên cá thành nàng Tinkerbell. Đừng vội bỏ búp bê cũ của bạn bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể tái chế thành một bản búp bê mới xinh hơn và đúng với ý thích của mình hơn. Bây giờ thì tôi sẽ cắt bỏ lớp tóc cũ xấu xí của búp bê này đi và thay cho em nó một màu tóc bạch kim rất là đẹp luôn các bạn. Để làm được điều này thì tụi mình cần một dụng cụ để may tóc cho búp bê nha. Rồi chia nó ra từng tép tóc nhỏ xíu và may vào đầu cho búp bê. Công đoạn này thì khá là lâu luôn các bạn, nhưng mà tôi rất là thích. Mái tóc là một phần rất là quan trọng của búp bê. Một mái tóc dài suôn mượt thì sẽ giúp búp bê xinh hơn rất là nhiều. Tiếp theo thì tôi sẽ làm tiếp phần mái nè. Tại vì nàng tiên Tinkerbell của chúng ta có một cái mái cong cong cúp cúp vào rất là lạ. Và tôi sẽ sử dụng cái dụng cụ để uốn cái phần mái này vào nhé. Tiếp theo đó là tôi sẽ tạo kiểu phần tóc trên. Mình sẽ búi củ tỏi cho búp bê ngày hôm nay. Sau khi mà búi củ tỏi gọn gàng tạo kiểu rồi á, thì chúng ta đã có một mái tóc xinh như này nè. Tiếp theo là phần trang điểm cho búp bê. Và tôi đã mở cái phim hoạt hình Tinkerbell ra để vừa xem và vừa vẽ lại cho nó giống khuôn mặt nè. Cũng sẽ không được giống lắm, khoảng được 70% thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng ha. Tiếp theo thì tôi vẽ cái phần môi và khuôn miệng đang cười. Nàng tiên này có một khuôn mặt rất là hiền hậu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đánh má hồng cho dễ thương nha. Và tiếp theo đó nữa là mình sẽ xịt Mr. Super Clear nè, để mình khóa cái lớp trang điểm này lại và tô bóng cho mắt và môi. Vậy là xong rồi đó các bạn. Tiếp theo là làm bộ quần áo cho nàng tiên này. Tôi sẽ sơn lại cái màu áo thành màu xanh lá cây và dùng những chiếc lá để làm phần váy ở phía dưới. Đôi giày cũng phải thật là giống luôn nha. Cuối cùng là một chiếc cánh nè, tôi sẽ dán ra đằng sau lưng. Các bạn thấy búp bê ngày hôm nay biến hóa như thế nào? Nhớ bình luận xuống phía dưới và nhớ like, share video cho kênh Amy DIY nhé.
Hello, tiếp tục series làm đồ cho búp bê mà không cần may với tôi nha. Hôm nay là một chiếc váy ôm body và có phần cúp ngực siêu quyến rũ. Dạo này tôi thấy những em búp bê Barbie nè, nhạc Barbie hoặc là những món đồ liên quan đến búp bê Barbie dần dần hot trở lại. Tự nhiên tôi cũng thấy rất là vui, tại vì tôi là người siêu thích búp bê mà. Thích đến nỗi hồi nhỏ phải nhịn ăn vặt mấy tháng trời để mua được một em búp bê đó các bạn. Cảm giác may đồ cho búp bê sau đó mặc vào búp bê vừa y, rất là tuyệt vời. Hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời như vậy. Tôi chỉ sử dụng keo để dán thôi mà đã tạo ra được một bộ váy hot trend rồi. Ok, đối với bộ váy này thì các bạn phải dùng vải thun và may sát vào body của búp bê nha. Tôn được 3 vòng của búp bê, vòng nào ra vòng nấy. Bạn thích video thì nhớ like và đăng ký kênh nha. Bye bye. Hello, hôm nay tôi sẽ làm đồ cho búp bê mà không cần may nha. Chúng ta chỉ cần mấy sợi dây ri băng và keo thôi. Trời ơi, mấy bữa nay nắng nóng cho nên là tôi bị cảm. Các bạn nghe cái giọng của tôi giống như dịch được không? Thôi các bạn thông cảm nghe đỡ nha. Rồi thì các bạn cắt cái sợi dây ri băng bằng với cái áo của búp bê nè. Các bạn đo ngay ngực á, sau đó thì chúng mình sẽ cắt để chiếc eo nha. Đó, chiếc cái phần áo lên cho nó vừa vặn với ngực của búp bê luôn các bạn. Những cái chỗ mà mình cắt ra thì mình sẽ sử dụng bật lửa để mình hơ cho nó đỡ bị tưa chỉ nha. Sau đó thì sử dụng keo để dán thôi. Bây giờ thì cái áo đã rất là vừa vặn với người búp bê thì chúng mình sẽ chuyển sang trang trí. Thì các bạn có ri băng như thế nào thì các bạn trang trí như vậy thôi. Không có thì khỏi, để y nguyên vậy cũng đẹp rồi các bạn. Chân váy thì mình sẽ cắt những cái đoạn dây ri băng ra rồi ráp lại với nhau như thế này nè, dùng keo để dán nha. Sau đó thì mình sẽ cắt hai bên eo nè. Đó, cắt vào rồi cũng dùng keo dán. Vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Rất là vừa với người búp bê luôn. Nếu thích thì nhớ like cho video này nha.